Hôm nay mình gửi cho người anh ở ngoài Quảng Bình là 7 con đực hậu, 7 con cái hậu bị với 2 con đực to cho anh về gầy giống nuôi. Chúc anh đoạn đường đi về nhà được sự bình an, chăn nuôi phát triển tốt, gặp được nhiều điều may mắn nha anh ha. Rồi đây mình cho anh xe này, anh về Quảng Bình xe giao tiếp, xe giao tiếp anh về Quảng Bình đừng anh gầy giống anh nuôi giao tiếp đây. Anh này khách hàng anh bắt chồng giống mình về Quảng Bình anh gầy giống anh nuôi. Rồi đem vô hàng vô xe đi anh. Rồi em trai phụ anh tay chuyển giống vô trong xe cho anh đó. 7 con cái hậu bị với 2 con đực to. Dạ, anh đừng thò tay vô nha, cái này nó đau bụng á. Dạ. Con rồi về đi. Okay.